Đây là hệ thống búa đập, tất cả đều bằng răng cưa. Hôm nay thì máy lại tiếp tục test máy nghiền bằng thẳng TK10, test nguyên liệu là gỗ băm ra làm thức ăn cho rúi để giao cho hộ trang trại chăn nuôi tại Bình Phước. Máy sử dụng điện 1 pha 220. Mời các bạn cùng xem nguyên liệu ra, rất là mịn, tơi xốp như dăm bông của heo vậy.